Cái buổi offline hôm trước thầy có nhắc mọi người rằng là chúng ta phải có cái bể đầu tiên. Làm gì thì làm, đầu tiên phải có cái bể đầu tiên là bể an toàn. Cái bể an toàn đấy để giúp cho chính chúng ta và gia đình chúng ta, để nếu như nó có cái gì đó bất thường xảy ra thì lúc ấy phải có két tiền mặt. Sau đó là gì? Đảm bảo được cái bể đấy rồi thì bắt buộc phải đến bể thứ hai, để phải đầu tư để tích trữ tài sản để vượt qua cái thời siêu lạm phát của loài người. Mọi người thấy là bây giờ là gì? Đối với nền kinh tế Mỹ là lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua, mà không kiềm chế được, bây giờ đẩy lãi suất lên nó cũng không thể kiềm chế được, bởi vì là nguyên nhân chính là giá dầu. Bởi vì là nền kinh tế đầu tàu của thế giới, nó ngốn rất là nhiều năng lượng. Thì đấy là mấy cái mà chúng ta phải nhớ. Được chưa? Đấy, về cơ hội gì? Thì với bối cảnh quốc tế là như vậy. Với bối cảnh trong nước mọi người có thấy không? Ngày xưa có chục tỷ mua biệt thự đẹp lóng lanh. Bây giờ 10 tỷ chả giải quyết được việc gì. Bây giờ 10 tỷ mua đất phân lô. Đấy, vấn đề là sức mua của đồng tiền nó bị giảm. Cho nên là nếu mà chúng ta mà không đầu tư ấy, thì đến một lúc mà chúng ta không tập trung vào thì cái tiền ta nó sẽ bị mất giá đi, và làm cho cái giá trị tổng tài sản chúng ta sẽ bị tụt đi. Nhưng nếu chúng ta biết đầu tư thì nó vẫn mất giá, nó vẫn bị lạm phát, nhưng dù sao đi chăng nữa thì là cái giá trị tài sản chúng ta nó vẫn được bảo vệ. Đầu tiên được bảo vệ đã, sau là nó, nếu chúng ta đầu tư đúng cái vùng, đúng vị trí, đúng doanh nghiệp thì nó sẽ được tăng trưởng thêm. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta phải hết sức lưu tâm ở trong cái giai đoạn 2022 này. Cho nên là cuối năm trước thầy có nói là năm 2022 nó sẽ rất nhiều trò, bởi vì nó mang tính chu kỳ mà. Chu kỳ 80 năm là chu kỳ của 4 mùa đấy. Đấy, bây giờ hết 80 năm rồi, bây giờ bắt đầu vào một cái chu kỳ mới thì nó lại có những cái dao động, lại có những cái sóng rất là lớn. Được chưa nào?